lời của chú anh chị và các bạn, ở đây là cái khu mới, khu nhà mới nha, Esplanade 55 Plus. Nó xây cái dạng giống như resort style á, mà có một cái điều kiện là một trong người sống trong gia đình là phải có từ 55 tuổi trở lên. Nghe nó xây cho cái khu mấy người về hưu á. Đây là cái nhà mẫu, để mình vô trỏng mình quay cho mọi người xem nha. Cái đây nè mọi người, đây là một trong những khu nhà mẫu là cho mọi người từ 55 tuổi trở lên. Khu nhà này nhớ là 55 tuổi trở lên, mọi trong người sống trong gia đình phải có 55 tuổi trở lên họ mới cho vô đây mua nhà, không là họ không cho mình vô. Chỗ này nó có giá từ 200 tới 300 ngàn trở lên. Steven nói 200 ngàn, 300 ngàn trở lên là tại vì tùy theo cái giá đề ba của nó, là giống như 200 ngàn thì nó cho mấy cái option như basic thôi. Còn nếu mình muốn làm cho với tỷ cái nền, cái basic nó cho là nền là thảm đi, thì mình muốn option lên mình trả, muốn cái nền gỗ, nền gạch thì mình phải trả thêm. Bởi vì thường thường mình nói cái starting price, nghĩa là cái giá đề ba 200 mấy là cái giá nó đề ba cho cái basic option. Nếu mình muốn làm cho đẹp hơn nữa, cái đồ chất lượng hơn nữa thì mình phải trả thêm. Cái nhà này là 2100 square feet, 2 hoặc 3 phòng ngủ, mình có thể mình convert tới 2 phòng rưỡi hoặc 3 phòng rưỡi tắm. Rồi nó có 2 hoặc 3 garage là cái option, để tỷ thường thường cái basic nó làm 2 phòng ngủ, 2 garage thì mình muốn làm thêm garage nữa thì mình trả thêm. Thì mọi người theo chân mình đi vô trong cái nhà này xem nhà này thử coi. Khi mình vô thì bên tay phải này nó có một cái phòng phòng giống cái office. Bên tay trái này thì nó có một cái phòng giặt với một cái bathroom, phòng giặt ở đây. Bên tay trái đây là half bathroom. Đừng đụng đồ gì nha. Còn phía bên đây là một cái phòng ngủ. Phòng ngủ này nó có cái ba bathroom trong này luôn nha mọi người. Như cái walk, như cái closet. Closet nằm đây. Đi thẳng như luôn là cái phòng ăn. Phòng ăn nè. Rồi từ phòng ăn này mình nhìn thẳng bên kia là cái nhà bếp nha mọi người. À, đi thẳng qua đây là cái nhà bếp nè. Nhà bếp đẹp quá. Thì cái nhà này nó xây phía ngoài, nó có xây một cái hồ bơi. Cái hồ bơi với cái chỗ chơi ngoài kia rất là đẹp. Đa số mấy nhà mẫu này thôi xây có cái hồ bơi hết trơn. Nhà ở đây chỗ này phần đông mình thấy cái phần đông là mái ngói. Họ xây toàn là mái ngói khu này. Có điều kiện của nó cái là một trong những người sống trong gia đình phải có từ 55 tuổi trở lên, không có thì họ không có cho mua.
Tại cái khu này nó nói là bán cho mấy người lớn tuổi về hưu. Em về hưu chưa em? 50 rồi. 50 rồi. Về hưu rồi. Người ta 55 em mới cái 50 đâu cho mua. Đặc biệt. Đặc biệt. Đó, khi mình bước vô nè, phòng phòng khách, mấy phòng, phòng ăn. Cái này như bây giờ hiện tại là thấy ba phòng ngủ. Ba phòng ngủ với một cái phòng chơi ngoài kia, có office có thể làm thành bốn phòng ngủ. Nên là cái master để vô xem master thôi. Hình như bên kia cũng cái phòng cũng có bathroom luôn á. Hình như cái phòng có bathroom hai là cái luôn á. Dạ, phần đông, mà cái này là phòng master nè. Cái này cái master bathroom. Như mỗi cái phòng có cái bathroom đây nhé. Cái phòng này xông hơi nè. Này là cái phòng stand shower. Bên này là cái toilet với cái walk-in closet. Walk-in closet cũng lớn. Thằng kiến trúc sư này làm cũng được ạ. Nè, cái walk-in closet là tổ bây giờ luôn nè chưa. Đi vô có thể làm cái phòng ngủ đây nha. Chúng lính được. Được, phòng này được. Kiểu nhà này được. Còn bao nhiêu? Giá hả? Giá đây mình thấy cái lấy cái brochure mới được. Giá này chắc không rẻ rồi đó. Ba phòng ngủ với một cái office, mà cái office này có thể mình làm thành phòng ngủ được. Bên đây hai phòng ngủ, bên kia cái master nằm mấy cánh gà bên kia. Bên này có bathroom nào? Rồi bên đây có cái office đây. Có hai phòng ngủ hả? Ba phòng ngủ với cái office xem. Ba phòng ngủ thôi, đâu thấy mới có hai phòng. Ừ, bên cái master chị không tính hả? Thì một phòng nè, hai phòng. Rồi đâu phòng nữa? Ủa cái office này là phòng thứ ba à? Bên này là cái foyer đi vô mới vô nè. Ờ vậy nghe mọi người, căn này thì 2.100 square feet. Thì theo mình thấy thì trong kia nó có hai phòng ngủ với một cái office có thể làm thành bàn phòng ngủ thứ ba. Giá bao nhiêu thì hiện tại mình chưa biết, tí mình qua phòng mình xem tới, chứ mình để chỗ này để từ 200 tới 300 trở lên, nghĩa là cái nghĩa mình mua cái nhà nào mà cái giá đề ba là 300 thì mình có thể ước lượng là 350 hoặc 360 thì theo mình cái option bỏ vô. Ha. Giờ mình đi qua mình xem cái căn nhà thứ hai kế bên. Đây có nhiều nhà mẫu quá, đi hơi chắc mỏi chân luôn á. Mọi người theo chân mình nha. Ok, cái model thứ hai này là cái model Lazio, 3 phòng ngủ, 2 phòng tắm với một cái phòng học là 2.275 square feet. Nhà này nó rộng hơn nhà bên kia một tí. Để mình vô mình xem thử nha. Ở ngoài nè, các bạn xem thấy cái nhà này không? Thấy cái nhà mà ở ngoài nó là cái máy ngói không? Đó, đi vô. Nó làm cái kiểu đẹp lắm. Mà điều kiện là khu này là nhà từ 55 tuổi trở lên nó mới cho mua nghe. Phải có một người trong gia đình 55 tuổi. Ở già cái design làm đẹp quá. Đó, đi vô nè, thấy chưa? Đi vô bên cánh gà bên đây làm như là bên đây làm công cái nhà có phòng ngủ. Phòng ngủ đẹp. Sáng sủa. Phòng này cho khách nó nằm bên cái cánh gà bên đây là chắc cho guest. Bên đây thì nó có cái bathroom. Ở ngoài bên vô là nó có phòng ngủ với cái bathroom. Thì đi thẳng qua bên này thì nó có cái phòng khách với nhà bếp.
Rồi bên đây đây thì nó có cái giống như cái office của tổng thống Trump gì ta, làm đẹp vậy. Nó toàn cảnh nè. Bên kia là phòng ngủ nha, một phòng ngủ bên kia. Bên này là chắc có phòng giặt bên này, phòng giặt bên này, phòng ngủ. Đây là hòa kế, đây là phòng ăn. Rồi phòng khách, nhà bếp. Hiện tại thì mình thấy cái khu nhà, cái nhà này thì nó tương đối rộng, ở ngoài kia nó có một cái outdoor kitchen với một cái outdoor kitchen với cái hồ bơi. Hồ bơi. Thì bên cái cánh gà bên đây là cái đây là cái master nè. Ủa? Giờ tới cái master bedroom của người ta chiếm ra luôn vậy. Mệt quá. Bên này là cái master bath với cái thòa. Đi vô lại ông nội ơi, Đẹp quá. cái nhà tắm, cái phòng stand shower nó lớn khủng hoảng luôn. Nó mà đẹp à? Mà kiếm cái chân thì nó lại. Các bạn nhìn xem nè, cái stand shower nó bự khủng hoảng, bị ngang có mười mấy feet á. Còn cái walk-in closet nè, cái này mới gọi là walk-in closet, nó giống như cái phòng ngủ vậy á. Cái walk-in closet nó bự khủng hoảng luôn. Nè, master bath nè, nhìn ra ngoài kia là cái hồ bơi nè. Ở trên này nó gắn thêm cái chandelier nữa. Ai muốn mua nhà từ có 55 tuổi thì qua đây nghe, nó kêu bằng Esplanade. Đó, ngoài vô nè, phòng khách, phòng ăn. Cái người design của cái khung không gian cái nhà này nó làm rộng, open, đẹp nữa. Và công nhận cái company nào mà làm cái interior design này cái đúng là cái thẩm mỹ quá quá đỉnh. Thêm cái văn phòng, có cái office để đây ngồi giống như ship lớn vậy. Bên này nó có phòng ngủ. Ok, cái nhà này nè có 3 phòng ngủ. 3 phòng ngủ. 3 phòng tắm, có thể làm thành 4 phòng tắm. Kitchen tổ bây giờ bên kia. Open door, open concept kitchen. Nguyên cái phòng bên đây là cái phòng family room, nó bự khủng hoảng luôn. Tại vì tới 2.200 square feet đúng không, mà nó làm có một lầu, bởi vì nhà nó rất là dài và rộng. Đó, để quay 360 độ cho xem nè.
Ok, mọi người quyết định chưa vậy? Nhanh lên đi chứ. Giá càng ngày càng lên. Miếng mua thì quyết định mua liền thôi, để lâu quá là giá lên nữa là hết mua luôn á. Ai mua nhà mà lưỡng lự là lâu lắm. Ok. Chị lớn đi ở ngoài kia ngồi bên kia hết chứ, trốn ngoài kia ngồi ở kia xem mà thấy không? Nó ngoài ngồi ngoài đó luôn rồi không chịu đi kìa. Đi chưa? Ờ coi nghe mọi người, mới hết căn thứ hai thôi mà mệt quá, đi vòng vòng thêm tí vài căn nữa quay cho mọi người xem. Hãy cố gắng theo chân mình nha. Open door. Hả? Sắp mưa hả? Đi nữa không? Thì nếu bên kia còn hai căn nữa kìa. Nhà này quá đẹp. Very nice house. How you doing, bro? Nhà này quá đẹp. Mà giá chắc cũng rất là đẹp. 500 cũng là cũng ok. 500 cũng đâu có mắc quá đâu. Nhà đẹp, giá cũng đẹp. Ủa, cái nhà này còn đẹp phạo nữa. Nhà này tới 3.642 square feet. Ok mọi người, căn này là căn thứ tư nha. Tới 3 phòng ngủ, 3 phòng rưỡi tắm, 3.642 square feet. Phía sau lưng mình nè. Ai có điều kiện thì về đây mua căn nhà này nha. Ở Espacu Subdivision Esplanade. Từ 55 tuổi trở lên. Nghĩa là trong nhà nhất có một người 55 tuổi trở lên họ mới cho mua nha. Ok mọi người, hãy theo chân mình vô xem căn nhà thứ 4 nha. Biết đâu này mua đồ hôm à. Nè mọi người, phòng ngủ thứ nhất. Bên kia là phòng giặt. Bên này là cái cửa vô nè. Cửa bên vô bên tay phải này nó có cái bàn ăn. Cái dining room. Bên kia là một cái office bên kia hai phòng ngủ bên kia nữa. Bên kia là một phòng ngủ. Ông này đậu cái master nè, ông nội mẹ ơi nó bự má ơi luôn á. Mọi người xem nè. Nè mọi người có thể tưởng tượng được cái bathroom không? Cái bathroom nè. Cái stand shower nó bự không bằng khủng hoảng tinh thần luôn á. Đây là cái master bath. Đi thẳng qua bên kia là một cái phòng master bedroom. Oh, you have to buy the lot separate? Yeah, you do. And there's bidding on them, yeah. Oh. For the lots. There's options, you could go up to like 50,000, you know, in options, you know, because we're hoping to buy here. Yeah. So what you see is just the structure. Yeah. And then they're only releasing about, I don't work here. Yeah. We met with someone. They're only releasing about 6 or 7 lots in May. Yeah. And there's a lot of people, you know. And then in July they'll release more, but there are 700 more lots to be sold, 700 more. But they're doing slowly, phase by phase, yeah, right? Yeah, because the lumber cost, the labor, and they don't want to hold the money for a long time.
Oh, because the COVID-19, they have the lack of supplies as well. Maybe the COVID-19 and they have that, maybe the lack of supplies, and then they don't want to take too many. Supply line problem, and also the lumber keeps going up, so they don't want, they want to give you a cost projecting a year when it's done being built. Oh, okay, okay. They'll know what it's going to cost. Understand. Yeah, it's a long process, and you got to get, to get a lot, you got to be financially approved by the lender first, you know. But then you just make an appointment online. If you do want to speak to somebody, you go to Esplanade. Like, we got an appointment yesterday. Yeah. Now the office. What this place costs? Yeah, is it on right your blog? Oh. Mọi người ơi, cái nhà này nó đúng là khủng hoảng luôn á, mày vợ chồng thấy khủng hoảng luôn á. Nhưng mà cũng đâu có mắc đâu. Không dám đâu, nhà nhất là 700-800 á. Muốn nhà đẻ bên kia nữa là 350 à, hai phòng ngủ kìa. Mệt quá hả? Hả? Đây là Palacio, Palacio là đúng rồi, Palacio nó làm giống như cái dạng hotel của Palacio vậy. Yeah. Cái đó là chưa cộng cái nền nhà nha, cái nền nhà riêng à. Nền nhà cũng như là 60-70 nữa. Đó là cái basic price, em chưa có option vô, anh cộng cái option vô cả 100,000 nữa, cái nền nhà khoảng 70,000 nữa là 170,000 nữa. Đúng, nhưng mà có 429,000 thôi. 429,000 cộng thêm 770,000 nữa. Không có 500 đâu, anh nhất nhớ 700-800 á. Đúng rồi, bà nãy bà nói rồi đó. Ông nội mẹ ơi, cái nhà bên kia, nhà cuối cùng nó rộng, không thể tưởng tượng đâu, nó rộng mà nó đẹp nữa. Và đương nhiên cái nhà nào rộng mà đẹp, và đương nhiên nó đi chung với cái giá, không? Cái giá nó cũng rất là đẹp luôn. Yeah, để vô đây mình lấy cái brochure cho thử coi. Nào cái em cầm đi. Để mình vô cái văn phòng. Đây là cái khu này là Espanol 55 Plus nha mọi người. Là nghe là em cầm đi ra ngoài, em đi vô cho nó thôi, không cho. Em vô lấy cái mương khác. Cái này là Taylor Morrison nha mọi người. Cái tụi này build là Taylor Morrison. Nè. Espanose, Whitegrass Range.com. Khu này là Espanose at Whitegrass Range. Ở coi mọi người, nãy mình dẫn mọi người vô xem cái khu nhà nãy á, mình phát hiện ra là mình chọn một cái model của cái mẫu nhà mình mua. Thì hiện tại mình thấy cái mẫu nhà đó nó có khoảng 6-7 mẫu, mà mỗi một cái mẫu thấp nhất á là 342-347 ngàn. À, mà cái không, đó là không phải là nguyên tất cả cái nhà nha. Mình phát hiện đó là chỉ là cái nhà thôi, còn mình phải mua mình cái lot, nghĩa là cái miếng đất để mình cất cái nhà nó lên á. Cái miếng đất đó thì trung bình hiện tại là khoảng từ 60-70 ngàn một cái miếng đất, tùy theo nhỏ lớn. Thì cái giá nó đưa ra là 340 mấy ngàn cho cái giá nhà thấp nhất đó, là cái đó là chỉ là cái standard. Còn nếu mình mua cái nhà đó mà muốn option lên các nó giống như nền gỗ, mình muốn xây cái nhà mà từ chuyển từ cái nền nền carpet á, thường là cái carpet, nghĩa là cái nền nó cho mình standard. Nếu mình muốn đổi thành gỗ hoặc gạch á thì mình phải trả tiền thêm. Thì đương nhiên mọi người mua một căn nhà cũng dự bị ít nhất cái từ 60-70 ngàn tới 100 ngàn để mình bỏ cái option cho cái nhà của mình, nếu mình muốn chuyển mấy cái standard thành mấy giống như gỗ hoặc gạch theo ý muốn của mình. Thôi nha mọi người, nắng quá mình về nhà đây. Thì cảm ơn mọi người đã bỏ thời gian xem video của mình, và hẹn gặp lại ở một video gần nhất nha. Giờ mình chạy về nhà đây. Ok, bye bye. Là đường về nhà mình nè.
Với một điều kiện cuối cùng mình cho mọi người biết là cái khu chỗ đó hồi nãy mình sẽ quay thì nó bắt buộc là trong gia đình mình phải ít nhất cũng có một người là từ 55 tuổi trở lên. Tại nó xây cái nhà đó là cho mấy người về hưu á, thì phải điều kiện là phải có một người trong gia đình là sống từ 55 tuổi trở lên. Miễn không có thì nó không cho mua, mấy người già trẻ không được. Chỉ có mấy người lớn tuổi về hưu mới được mua thôi. Nghĩa là nó nói cho đó là retirement home, luxury style. Nghĩa là để resort style, nghĩa là xây cái dạng nhà mà giống như là khu biệt thự để nghỉ mát vậy, không nghỉ dưỡng vậy đó. Thì nó nói là 55 tuổi nó mới cho mua. Còn mấy người mà dưới 55 tuổi á, thì nó không có cho mua. Và không phải là người chủ nhà phải bắt buộc phải là 55, mà duy tỷ một trong các người sống trong gia đình của mình có từ 55 nó mới cho mua. Ok, bye bye mọi người. Lấy gần tới nhà nè, còn tí nữa. I'm almost home, so I go home and probably sleep. Too hot. Đó. Thì từ cái khu nhà mình nãy mình xem chạy về tới nhà của mình cũng khoảng chừng mấy phút thôi, khoảng chừng chưa tới 2 dặm nè. Quẹo phải là vô rồi đó. Thấy mọi người thấy cái khu này quen thuộc không? Có cái hồ, cái thác nước đằng trước á. That's it. Trời thấy vậy nãy đi vô chỗ đó trời ơi, nóng ngu người ra luôn á. Đổ mồ hôi nộp nộp. Ok, bye mọi người nha, hẹn gặp lại video mới nha. Bye bye.